Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ năm ngày 20 tháng 6. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện Khánh Vĩnh sắp tới, chiều hôm qua đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và tổ đại biểu số 2 Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri thị trấn Khánh Vĩnh, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề tháng 1 2024, kết quả phiên giải trình tại phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo giải trình kiến nghị cử tri tại kỳ họp trước. Cử tri kiến nghị quan tâm đường điện thắp sáng khu đô thị tại thị trấn Khánh Vĩnh và điện thắp sáng đường quốc lộ 27C đi qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh, kiểm tra hệ thống nắp ga thoát nước thị trấn Khánh Vĩnh, bốc mùi hôi, v.v. Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp đã giải trình, làm rõ ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, tiếp thu ghi nhận các ý kiến khác để trình lên kỳ họp sắp tới. Sáng nay, đoàn đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh lần thứ tư năm 2024 tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện trước khi bước vào ngày làm việc của đại hội vào sáng nay. Với lòng biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Năm năm qua, huyện Khánh Vĩnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn phát huy. Các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo sự thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh lần thứ tư năm 2024 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện. Tiếp tục khẳng định tôn vinh và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tại Nghị quyết 93 vừa ban hành, Chính phủ giao Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành, địa phương rà soát, gỡ vướng cho các doanh nghiệp bất động sản trong phát triển dự án. Yêu cầu được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh thị trường có tín hiệu phục hồi nhưng chưa thoát khỏi khó khăn. Hiện nhiều dự án vẫn gặp vướng về quy hoạch, pháp lý hay thủ tục thực hiện. Bộ Xây dựng được giao theo sát tình hình, có giải pháp tháo gỡ xử lý để các khó khăn của thị trường bất động sản phải có chuyển biến rõ nét 6 tháng cuối năm. Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương rà soát đánh giá kỹ nguyên nhân chậm giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng. Sau hơn một năm, gói tín dụng này mới giải ngân chưa tới 1%, tức khoảng 1.144 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 1.100 tỷ cho chủ đầu tư tại 11 dự án, còn lại người mua nhà. Vì thế, hai cơ quan này phải sớm có giải pháp tăng giải ngân, gỡ vấn đề liên quan đối tượng vay, lãi suất, quy trình, thủ tục cho vay, v.v. Ngân hàng Nhà nước đã chính thức gia hạn thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng nữa, tức là sẽ kéo dài cho đến hết năm 2024, thay vì kết thúc ngày 30 tháng 6 tới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại thông tư 02 về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết ngày 31 tháng 12 2024. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng theo dõi tình hình thực hiện thông tư 06/2024, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ chủ động điều hành tăng trưởng tín dụng nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đúng trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 5 năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 183.266 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm 32,35%. Trong khi đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 15.000 người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 2,66%. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu tỉnh đề ra thì vẫn còn thấp. Do đó, ngành bảo hiểm xã hội đang phối hợp với các ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, tham mưu chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa, chỉ tiêu về người lao động tham gia bảo hiểm xã hội cả bắt buộc và tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi được tỉnh giao 38,05%. Kết quả đạt được 35,01%, số còn lại phải phát triển là 3,04%, tương ứng 17.194 người tham gia bảo hiểm xã hội. Kết quả trên còn thấp, chưa đáp ứng với kỳ vọng mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.
Nguyên nhân là do các đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn hoặc cố tình trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bên cạnh đó, cuộc sống của người lao động còn khó khăn nên chưa quan tâm đến chế độ bảo hiểm xã hội. Thậm chí có trường hợp người lao động thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng mức lương cao hơn. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người dân chưa hiểu sâu sát về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, cho nên rất dễ bị lung lay khi có những quan điểm trái chiều với quan điểm của chính sách của đảng và nhà nước. Thậm chí là có một số người đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã từng tham gia bảo hiểm tự nguyện nhưng vẫn quyết định rút trợ cấp một lần, là chính là chọn cái thiệt thòi về phía mình. Bên cạnh đó, nhiều lao động tự do không mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do có việc so sánh chính sách thụ hưởng với nhóm bắt buộc. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có hơn 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh và các cấp ngành địa phương đã tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ được giao quyết liệt hơn. Theo đó, bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội hàng năm, xây dựng kịch bản phát triển người tham gia năm 2024 và triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia ngay từ những tháng đầu năm. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ huy động mọi nguồn lực để thực hiện bảo hiểm xã hội đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bên trong đó thì có một cái phong trào là cái phong trào người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và duy trì cái việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Lao động, cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, cho liên đoàn, đề nghị liên đoàn lao động tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương cũng cần phải tổ chức các cái đợt để có cái kiểm tra cái tình hình chấp hành của các doanh nghiệp, trong đó các chỉ hết sức lưu ý đến cái việc các cái doanh nghiệp mà chưa đóng cái bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác thu bảo hiểm xã hội tại các đơn vị, tập trung nguồn lực để đảm bảo triển khai nghiêm túc, hiệu quả theo đúng kế hoạch được giao trong năm 2024. Thực tế cho thấy muốn phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cần phải kiên trì bám sát và tuyên truyền. Từ đó giúp người dân dần thay đổi nhận thức và hiểu bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội ưu việt của đảng và nhà nước để tích cực tham gia. Sáng nay, Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho một cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa đọc tại cộng đồng. Cá nhân được trao tặng bằng khen là ông Đỗ Chí Kiên, nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2, thành phố Nha Trang. Ông Kiên là một trong 16 cá nhân trên toàn quốc được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao giải thưởng văn hóa đọc lần thứ 6 năm 2023. Đây là cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và là trường hợp duy nhất của tỉnh Khánh Hòa trong 3 năm gần đây đạt giải thưởng phát triển văn hóa đọc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Việc khen thưởng góp phần động viên khuyến khích kịp thời cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp cho phong trào phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều hôm qua lãnh đạo huyện ủy Vạn Ninh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng viên chức, người lao động, tổ nghiệp vụ truyền thanh, truyền hình thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Vạn Ninh. Lãnh đạo huyện ủy Vạn Ninh gửi lời chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam và sức khỏe đến viên chức, người lao động của đơn vị. Đánh giá cao ghi nhận với sự nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của viên chức, người lao động, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện nói chung và tổ nghiệp vụ truyền thanh truyền hình nói riêng, đồng thời đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi viên chức, người lao động nỗ lực hơn nữa trong công tác, không ngừng trau dồi kiến thức trên từng lĩnh vực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cam Ranh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024 đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường và ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn thành phố Cam Ranh.
80 đại biểu là Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Mặt trận các xã phường, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, đại diện các tổ thành viên của Mặt trận tại khu dân cư đã dự hội nghị. Các đại biểu được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố trong thời gian qua và một số yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2024, phổ biến quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, luật phòng chống tác hại của rượu bia, mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe vi phạm quy định về nồng độ cồn. Thông qua tuyên truyền, đại biểu được biết thêm quy định mới, nhất là mức xử phạt quy định về nồng độ cồn, luật xử phạt vi phạm hành chính, qua đó tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 04, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận chính quyền, việc triển khai các công trình dự án trọng điểm, công tác tiếp công dân năm 2024 cho 74 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan ban ngành, 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lâm. Các đại biểu được nghe phổ biến quán triệt đường lối chủ trương của Đảng liên quan đến công tác dân vận chính quyền, đề án số 04 ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Một số văn bản luật, văn bản hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các công trình dự án trọng điểm, kết quả triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn, kỹ năng kinh nghiệm trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương và chuyên viên phụ trách công tác dân vận hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ứng dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị địa phương, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đề ra. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng cướp giật tài sản. Hai đối tượng bị khởi tố là Trần Ngọc Trường sinh năm 2001 trú thị trấn Vạn Giả huyện Vạn Ninh và Trần Ngọc Hiệp sinh năm 2004 trú xã Vạn Bình huyện Vạn Ninh để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó tối ngày 14 tháng 6, do thiếu tiền tiêu xài, Hiệp và Trường đã bàn bạc rủ nhau sử dụng xe mô tô đi cướp giật tài sản. Hiệp chở Trường trên quốc lộ 1A, khi đến cây xăng Vạn Bình, hai đối tượng thấy hai phụ nữ đi xe máy, trong đó người ngồi sau xe máy đang nghe điện thoại. Hiệp chạy xe áp sát để Trường giật điện thoại. Sau đó, hai đối tượng mang đi tiêu thụ tại xã Vạn Lương với số tiền 2 triệu đồng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay khu vực Đông băng Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, độ ẩm tương đối. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối và đêm cục bộ có mưa to. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 39 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 39 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 36 độ. Với khu vực Tây Nguyên thì chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ thời tiết có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.